Bước lên thêm bước làm gì vậy trời? Bước lên thêm bước dễ làm quá trời. Nắng quá chói à. Ủa bà đang làm gì bà Lộc? Hả? Đang làm gì vậy? Buộc dây cho vàng nhỏ nó lên. Nó mát, tắn luôn. Coi như mình con trái cũng làm cho nó mát luôn. Cái da nó cứng luôn rồi đó. Sữa. Với lại mốt xu với bầu nó lên. Ồ, bắt qua tới bên kia để cho nó bò lên hả? Quá dữ, chơi mình luôn, tự chơi luôn. Phê quá, dây trắng dây đen đẹp quá, dây mới không á. Dây kêu bồ hồi đó cộng này mấy chục đồng á. Việt Nam mình gọi là dây cáp á. Gắn dĩa cũng cần nó nè, gắn mấy cái dây máy vô đó. Để coi tivi là nó đó. Đây. Dây cũ là cái dây loại này nè. Đầu ở à đây cái đầu. Nó có hai cộng đi liền với nhau. Dây mới single là một cộng thôi, dây kia cũ này nè, muốn để hai cũng được, không tét ra là được hai cộng. Đó, cần nối qua tới cái dạng bên đó. Này làm văn nghệ à, để che mát.
Này vàng giả chiến à. Diện ngày vậy, cái này có chút xíu, chừng chắc 1 tiếng, 2 tiếng. Kẽm hả? Kẽm nhỏ lắm, với lại kẽm nó nóng, cái dây này có mũ á. Ở ngoài á, nó không có nó bị nóng nhiều. Không có đâu. Bảo đảm là không sập. Này tay mình đứng dưới giới lên là khoảng chừng 2 gang tay nó đụng. Đang nói mà mình buộc kẽm là sập đó. Có nghĩa là mình chỉ cần bắt cái ghế nhỏ nhỏ mình đứng lên mình hái lát luôn. Đây, đi qua. Một trái nho hả? Để vô trái nho. Đang đứng trên cái thang leo. Đây nè, mấy cái dây này nè, một hồi á là sẽ máng lên dây nè, thầm lầm thầm lầm thầm nhiều lắm. Đây nữa nè, nó không kéo, leo lên. Rồi quay luôn. Đây mới thật sự nhà nghề làm, còn mình là mình là professional. Em thì em quơ lên đại thôi nha, nắng quá. Thấy cái ánh sáng cá vô, để em quay hướng này lại. Yeah, hướng này không có bị ánh sáng. Anh bữa nay anh nổi hơn em đó, còn mình là nãy mình đứng, giờ mình phải quay professional làm. Mình được còn chút xíu nữa xong anh hả?
còn một phần dây này nữa nè, là bắt đầu bỏ dây lên luôn, bỏ mấy cái chờ em chút. Đây bữa nay trời nắng không có gió đó, thường làm nắng chọn có nóng. Thường mà làm giờ này nó đi ngon khỏi làm, thường làm buổi chiều, buổi chiều phải làm lại. Bye bye.